Hello, xin chào mừng ông bà cô chú anh chị và các bạn đã trở lại YouTube của Sun Ma TV cái nhảy. Mọi người thì hiện tại bây giờ mình đang trở lại Miếu Già. Thì ở tập trước cả nhà. Mình cũng có kiểu như là cố gắng để mà tiếp xúc và giao tiếp với hai bà Minh này. Thì mình thấy hai vong linh này là thứ nhất là hôm trước ông già đã xuất hiện và giáo hóa thế nào đó, và hai ông linh nói chung thấy cũng khá là sợ. Nhưng mà mình thấy khi gặp mình thì hai linh này có vẻ như là không có nghe lời cái nha, không biết là thế nào mà kỳ không biết. Và mình giao tiếp thì lại bị các hương linh tạo những hiện tượng giống như là trên cái thải mình đó nha. Thì không biết vì sao như vậy mọi người. Thì cúng kiến thì phong vẫn đến dùng hưởng, nhưng mà khuyên thì khuyên không được. Mình cũng chưa biết như thế nào nữa nha. Thật sự ra thì đến miếu ông thì hầu như thì ông cũng khá là linh, và không biết vì sao mà ông xuất hiện gặp vong linh mà tại sao mà hai vong linh này nó không nghe lời ha. Hay là hôm đó là ông, thì cô chú anh chị ơi, thì hôm nay chắc lại mình sẽ tiếp tục và đến giao tiếp với hai vong linh này và cố gắng giáo hóa như thế nào, chứ giờ mình cũng không biết sao nữa. Nếu mà thật sự mà cần biện pháp mà bắt thì mình sẽ dùng mấy cái trận pháp mình trước đây lâu rồi mình không dùng, rồi mình sẽ bắt mấy cái vong linh này cả nhà, bắt và đưa vào bình và coi như thế nào, để thời gian coi thế nào có hỏi cãi hay không, và không biết là có bắt được hay không. Tại vì mình thấy là cái vong áo trắng là như nó biết pháp thật đó, nó tác động mình bằng những cái cử chỉ đó. Thì mình thấy á, thì chắc lẽ vòng áo trắng phát biết thật cả nhà. Thì trước khi vào video hôm nay thì mình cũng chia sẻ cả nhà là nói chung là mình đang nguyên góp phát gạo. Phát gạo là phát gạo cho bà con nghèo đó. Tại vì khi mình thấy nhiều người comment, ủa nói là mình đang làm cái gì mà phát gạo là cái gì, thì cũng có nhiều người không hiểu tại sao mình phát gạo là phát làm sao. Thì hôm nay mình nói luôn là phát gạo là phát ra cho những người nghèo. Thì đây là những kêu gọi đồng bào, kêu gọi cộng đồng chung tay góp sức vô, mỗi người một ít một ít một ít, giống như là một cái mỗi phần người ít 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 thì nó ra một phần to. Một phần to vậy cái mình chia ra cho rất là nhiều người đó cả nhà, nó đại khái là như vậy. Thì cái nhảy thì thôi bây giờ mình sẽ vào trong và coi thử hôm nay mình có giao tiếp được về hai vòng này hay không, và có thể nếu mình có thể thì bắt luôn hai vòng này cả nhà. Ok thì thôi cả nhà, thì cái nhảy thì bây giờ mình sẽ chuyển vào trong cho mọi người. Hôm nay thì đi từ ngoài vô, không phải ở sông yếu. Thank you.
cái nào thấy cái trắng trắng cũng gốc cây không nó rồi nè. Chào cô Linh ha. Thì như lần trước tôi đến cũng lần này cũng mấy lần rồi. Thì mục đích đến đây cũng muốn giúp cô Linh thôi chứ không có hại ý hại gì hết trơn á. Thì tôi có cúng kiến cho bà Linh ăn đó nhớ không? Hôm trước tôi cúng cho bông đó. Ê. Ở trên quỷ đầu chọc ở trên cả nhà không? Cái đầu đó. Đâu, cái kẹt này nè. Hai Phong nghe lời tôi để tôi đưa về chùa tu đi. Chứ ở đây để làm gì? Hả? Sao bông này muốn sao? Bông chơi thì nó lắc đầu không chịu rồi sao hả? Ta. Tại vì cái con sức hút đưa mình nó cứng ngắc luôn cái nha. Còn nó cắt chân rồi. Ôi còn ngồi đó kìa. Còn. Tôi khuyên nhủ ha, nếu mà bông Linh mà cứng đầu rồi tôi bắt gắn chịu nghe. Tôi khuyên là tôi cù giúp đó. Chứ mà để tôi bắt đó là tôi giúp nghe. Hả? Tôi bắt là không thả đâu đó. Sao? Thế tôi về chùa không? Vô tu đi kiếm kiếp. Không sao? Oh.
Đúng rồi. Tiếng gì sạc sạc sạc. Tiếng gì ạ? Có tiếng gì sạc sạc sạc. Ê. Ở cái cây ra nhít nhít nhít. Ê cái bông nó núp ở sau cây kìa. Nghe lời tôi đi, tôi giúp gì chùa. Thiệt mà, tôi đưa về chùa. Hồi tôi cúng thì đến khai báo tên tuổi đi rồi tôi giúp tôi về chùa ha. Được không? Sao? Rồi. Mình không tiêu ta. Cái kẹo ngồi đó rồi. À, xin chào Vong Linh ha. Thì tôi thấy Vong Linh có vẻ như muốn được giúp đỡ. Thì cái bông áo trắng kia là tôi không biết là ở đâu đến đây và có quen biết với bông hay không. Thì nếu mà mình đồng ý á, chúng tôi cúng á, thì bông đến rồi sau đó tôi đưa đi về chùa, chịu không? Không. Thiệt. Chứ mà giờ ở đây hoài cũng đói khổ lạnh ha, rồi cái không ai cúng kiến cho ăn. Chính nhiều ai kìa. Thì còn cái vòng kia đâu rồi? Không biết rồi. Ê ê ê ê, cái đâu? Ủa, nó bay kìa. Ủa trời. Yeah. Cái cam bị bay lửng lửng nữa. Xong rồi. Ôi mất rồi. Con người áo trắng này. Sao con nào muốn đi không? Con kia tôi giúp đi đó. Chịu không? Đi phải không? Sao kỳ vậy? Hôm trước tôi đến đây đã cúng kiến cho ăn rồi. Tôi đâu có hại con gì đâu. Sao mà không cho đi? Ow.
Chết lâu chưa? Chết nhiêu năm rồi? 5 năm hả? 5 năm thì chết bị bệnh, bị gì chết mà đầu cổ không có tóc kìa. Bây giờ chúng nó tôi đưa đi về chùa cho tu rồi chuyển kiếp được không? Chờ ở đây làm gì? Đó. Đây làm gì? Không tiêu nữa rồi. Cái mặt của mày ghê quá ta. Phong tên gì? Tên gì? Hả? Hả? Hải à? Chết như lâu rồi? Chết như lâu rồi? Mấy? 15 năm hả? Sao mặt mày ghê vậy? Răng à. Mà lúc chết là chết bị do chết bị gì? Bị gì? Chết nước hả? Rồi từ đâu đến đây hả? Từ đâu đến đây vậy hả? Sạc sạc quá trời. Có tiếng gì sạc sạc quá. Bây giờ chúng tôi cúng rồi đến hưởng rồi sao đó đưa về chùa nha. Được không? Rồi vậy đi. Giờ tùy tùy ý Phong đi. Vì để tao vong tự làm gì lại nha. Vong đi cả nhà ơi. Thì cái nhà chắc lẽ bây giờ thôi mình nhìn cúng kiến đi cho vong, rồi sau đó mình giúp được chỗ nào giúp. Thì cái vong này thì tôi có ý muốn đi nè, để coi thế nào giúp đỡ được cái nhà. Ok, bây giờ mình sẽ bài đồ cúng cho mọi người cái nhà ơi. Thì bây giờ mình sẽ cúng kiến mọi người. Thì mình cúng, mình nay cúng cặp miếu. Cúng nho với lại trái cây. Biết gió này đang cày đốt cháy nổi không, hiu hiu đứng gió thì cày cháy được.
Dạ không. Gió heo 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 rồi cũng tắt rồi. Đồ quýt. Cây này, cái cây nó dở lắm. Cái cây đốt nó phải đứng gió đó. Heo 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 nó muốn tắt. Đốt đại nó tắt rồi, tắt cái dây. Dạ. Nó cay luôn. Thì giờ tôi cúng kiến này ha. Vong linh nào đói khát đến đây dùng. Tôi không phải là cúng riêng cho ai chăng. Vong nào đói thì đến đây dùng thôi, chứ không có phải cúng riêng cho bất cứ vong nào. Đó. Dạ nó hoài tận thôi cả nhà, chắc lẽ bây giờ mình sẽ tạm ra ngoài. Thấy thằng Linh nó muốn vô hưởng nhưng sao mình trội quá trời ơi, cái đầu cây này. Phải trong hình trội không là cây rụng ta, tại đây cây có nhiều lắm, nhánh cây rụng cũng không chừng. Ok thì cô chú anh chị trong này quan sát coi con Linh xuất hiện có xuất hiện hay không nữa nha. Và chút xíu nữa nếu mà vong linh nào muốn đi về chùa thì chút nữa mình đảo vô, vong linh nào muốn đi chùa thì mình đưa vào hồ lô để mà đưa đi về chùa cả nhà. Để cái miếng đây nó quên nữa.
Thì bà cô chú ơi, thì bây giờ mình sẽ ngồi đi đợi đi. Cái đàn cầy ba cây ở ngoài nó không tắt, mà cây này tắt ra. Thì hiện tại tôi ngồi ở đây á, vong linh muốn đến để mà được tôi đưa đi về chùa thì xuất hiện đi ha. Mưa đá luôn. Vô mình là muốn đi xuyên cao ốc đâu, đi chùa đâu, xuất hiện đi. Làm gì ta? Già lắm vậy? Già.
không tha luôn. Miệng có gì vậy? Cái nhà ơi, mình đốt cái tiền bạc nhưng mà mình hết dùng hết dùng gì thì xảy ra luôn. Sao nó kẹt tắt hết trơn rồi nha, phẫn mặt nữa gì ta. Chuyện gì xảy ra mình không biết luôn. Ê ây da, mình bị gì không biết luôn mọi người. Thôi chắc là mình về để mình xem lại vong linh không xuất hiện. Thì cảm ơn cô chú chị xem video rất là nhiều nha. Để mình sẽ kết thúc video tại đây. Chào cả nhà, hẹn cả nhà tại sao nhé.